ví dụ như là bán bi lấy tiền fiat gom bi số lượng lớn khi phát hiện thì chắc chắn số bi mà các bạn đã gom được sẽ bị vô hiệu hóa hoặc là sẽ bị đốt cháy Hi xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh Lóc của Hải kênh tin tức cộng đồng Binance Network Việt Nam Binance là một dự án cộng đồng với phương châm là trở thành đồng tiền mã hóa chung của thế giới trong việc trao đổi hàng hóa trên quy mô toàn cầu và hiện tại đã có xuất hiện rất nhiều những cá mập cá vôi khi mà bên network chính thức cho giao dịch chuyển nhận bì giữa cái quý mainnet với nhau thì đồng thời hoạt động mua bán bì cũng diễn ra rất nhộn nhịp nhưng hiện tại vì bên network vẫn còn từ lửa nên bên team vẫn có quyền can thiệp vào những hoạt động mà bên team ngăn cấm ví dụ như là bán bì lấy tiền fiat gom bì số lượng lớn khi phát hiện thì chắc chắn số bì mà các bạn đã gom được sẽ bị vô hiệu hóa hoặc là sẽ bị đốt cháy và mới đây nhất tại Trung Quốc đã có một sàn giao dịch đó là sàn giao dịch MyBi nơi diễn ra hoạt động mua bán bi bất hợp pháp. Những tài khoản này đã bị khóa và không thể nào tham gia khai thác Pi Network được nữa. Sàn này mua bán tích lũy hơn 155.000 bi, một con số bi rất là lớn. Đây là một hành động rất mạnh tay từ Bico cho thấy Pi rất có giá trị. Dù hiện tại nó vẫn chưa được sử dụng trong hệ sinh thái, nhưng hành động gom Pi số lượng lớn cũng cho thấy tầm nhìn của các nhà đầu tư khi mà họ đã nhìn được giá trị tương lai của Pi Network nên mới hành động như vậy các bạn thấy đấy nếu như mà bi vô giá trị hoặc là bi là vô dụng thì không một nhà đầu tư nào mà dạ gì bỏ ra một số lượng tiền cực kỳ khủng để gom bi cả đây cũng là một bài học cho tất cả những người tiên phong hãy thực hiện đúng chính sách mà bi team đề ra và tuân thủ nó một cách tuyệt đối hệ sinh thái của nước network sẽ được kết hợp vào cuối tháng 8 này chúng ta hãy kiên nhẫn chờ đợi chỉ còn hơn 10 ngày nữa thôi là chúng ta được sử dụng số bi một cách hợp pháp và an toàn tuyệt đối bài chia sẻ của mình đến đây là kết thúc các bạn có thể nhấn nút đăng ký và quá chuông bên cạnh để cập nhật những tin tức mới nhất về Bi nước quốc. xin chào và hẹn gặp lại